Dạ vâng, em xin chào cả nhà, à, chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với video tiếp theo của em trong buổi tối hôm nay nhé. À, trước màn hình các bác đang là hai chiếc bếp uh, mắt ếch bằng thương hiệu Osaka ga và một chiếc bếp uh, mặt kính bằng thương hiệu Zinai. Ngày hôm nay trong buổi tối hôm nay em sẽ giới thiệu cho cả nhà mình à, và đầu tiên em sẽ giới thiệu chiếc uh, mã số P1. Đây là cái chiếc uh, chiếc bếp um, uh, mắt ếch mang thương hiệu Osaka, -ga. chiếc này thì nó sẽ có phun chức năng, hai đồng hồ hẹn giờ lò nướng, hai tầng nữa và tất cả các bếp này đều là thuộc dòng bếp mặt kính mọi người nhé. Đối với dòng mắt ếch thì chúng ta đều biết rồi, nó thì khả đời của nó khá là sâu, tuy nhiên thì nó lại cái độ bền của nó lại khá cao, chính vì vậy mà người ta hay gọi cái dòng mắt ếch là nồi đồng cối đá. Đời sau nó rơi vào à, năm 2008 Con này là 2008 mọi người nhá Chiếc này thì mặt đá có màu xám Màu xám phía trên là có ánh kim này Ánh kim trên cái mặt à, mặt kính Mặt kính xám Và, và cái bộ tét lửa này là bằng nhôm nguyên khối Ở bên trên là có chắn dầu mỡ bằng à, in ốc ờ cái dòng mắt ếch là cái họng bếp nó là bằng họng đúc mọi người nhá đã là họng đúc thì nó sẽ rất là bền rất là bền và chia lửa thì cũng cực kỳ là đều đều và xanh nữa chính vì thầy chính vì cái lửa đẹp cho nên là cái dòng mắt ếch này thì bao giờ cũng là uh, rất là đắt hàng bên em về uh, bao nhiêu là cái con mắt ếch nhưng mà gần như đã gần hết mọi người nhá gần hết hàng Một hàng mới về được hai ngày thôi nhưng mà uh, bếp uh, cái dòng mắt ếch này là đã bán rất là nhanh không phải là đời nó sâu mà à, không à, khách hàng không thích đâu mà nó càng có những con đời sâu nhưng mà nó rất là đẹp rất là chất lượng riêng à, cái dòng mắt ếch này thì nó có cái phím nhấn nó lồi ra như thế này nó trông giống như là mắt con ếch người ta gọi là dòng mắt ếch à, nhưng mà nó lại à, à, rất rất là bền nó về độ bền thì chúng ta gọi là hoàn toàn yên tâm về độ bền à, chiếc này thì à, chiếc b 1 B1 ở bếp trái sẽ có chức năng là nhiệt độ chín rán chọn nhiệt độ chín rán từ 160 đến 200 độ C, chế độ hẹn giờ nấu nước nhá, nước sôi tự tắt này, ủ ấm 3 phút, ủ ấm 10 phút này, chế độ nấu nước và nấu cơm và nấu cháo. Bên bếp phải sẽ có chế độ ngắt cảm biến 3S, đồng hồ hẹn giờ cho lò nướng và hai tầng nữa như thế này. Đấy, à, lò nướng ở giữa, thiết kế hai bếp nấu hai bên và lò nướng ở giữa. Thì đối với người Nhật thì à, món nướng là cái món sở trường của họ và bao giờ thì thời tiết bên Nhật thì rất là lạnh và người ta rất hay ăn muốn nướng vì vậy mà trên cái bếp ga của họ luôn thiết kế một cái 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 lò nướng ở giữa như thế này nó sẽ rất là tiện lợi và các bác biết rồi đấy người Nhật thì người ta rất là thông minh rất là công nghệ họ đi trước Việt Nam rất là nhiều cũng như là họ rất là cẩn thận Uh, tỉ mỉ mỹ uh, họ nghiên cứu sáng tạo ra một cái sản phẩm gì cũng bao giờ cũng đảm bảo an toàn cái độ an toàn là trên hết uh, độ uh, an toàn và độ tiết kiệm là trên hết mọi người nhé cũng như vậy thôi cái dòng bếp ga này cũng mang đến cho ta một cái đặc tính rất là uh, uh, là quan trọng đó là cái tính an toàn bởi cái khả năng tự động tắt bếp tự động khóa ga khi mà nước trào vào trong họng bếp này khi gió thổi tắt bếp hoặc khi nhiệt độ lên quá 250 độ C thì bếp sẽ tự động tắt và tự động khóa ga nó rất là an toàn và cái tính tiết kiệm ga đó tính tiết kiệm ga ở chỗ là lửa nó rất là xanh lửa của của bếp nhật rất là xanh và đôi khi nó bị thay đổi cái màu sắc do thời tiết thời tiết là độ ẩm không khí nó nồm hoặc là độ ẩm độ không khí cao thì nó sẽ hơi lóe đỏ mọi người nhé Chiếc bếp uh, mắt ếch B1 này thì em đang bán ra với giá là 3 triệu đồng và uh, một cái giá rất rất là ok luôn. Và chiếc B2 này cũng là cái dòng mắt ếch giống hệt như chiếc B1 nhưng màu kể mặt kính của nó là cái màu hồng, màu phấn hồng mọi người nhá. Những ai mà ưa gam màu sáng thì chúng ta chọn B2, những ai ưa gam màu trung tính thì chúng ta chọn B1. Đấy, B1 và B2 giống nhau, em chỉ giới thiệu một chiếc thôi, giới thiệu một chiếc duy nhất thôi và cũng test lửa một chiếc thôi mọi người nhá. Đây. Uh, đối với cái bếp này thì em đã pin rồi thì bây giờ em khởi động cho mọi người xem về cái lửa của bếp Nhật này. Lửa của chiếc bếp mắt ếch này cũng như là quá trình tạm biến nhiệt. Đây, em đang bật để đánh lửa lên cho mọi người nhá. Đấy, mọi người thấy không ạ? Lửa lên này. Và đôi khi thì cái lửa của cái dòng mắt ếch này nó sẽ Ờ, cái tia lửa của nó rất là to cũng như là cái độ uh, cái, cái 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 độ mạnh của nó ấy. độ mạnh của nó là rất là mạnh nhá rồi chúng ta đặt nồi lên mới thấy cảm nhận được cái độ mạnh của lửa à, như vậy thì nấu sẽ rất là nhanh đây là một trong những yếu tố nó quyết định đến cái việc mà con mắt ếch này nó sẽ được nhiều sự lựa chọn nhiều sự lựa chọn của của khách hàng Đấy, mọi người thấy cái lửa nó rất là to và nhiệt nó lớn nhiệt nó lớn và cái um, cái 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 uh, chia lửa này chia lửa nó ngọn rất là xanh nhá rất là xanh rất là to rất là đều đấy một trong những yếu tố mà quyết định đến cái việc là khách hàng rất là thích cái dòng cái dòng của mắt ánh này uh, quan trọng nhất là, là chất lượng và chất lượng của hai chiếc bếp đã nói lên được cái chất lượng của bếp uh, nhìn chung thì hai cái chiếc bếp mà đẹp rồi thì đương nhiên là khách hàng sẽ là uh, rất là thích rất là thích và là tin dùng ở bên này thì em sẽ test chức năng là gió thổi tắt bếp còn đối với cái bên này thì test chức năng là cạn nước tắt bếp Dù, ví dụ như là chúng ta kho cá kho thịt thì nấu thức ăn nhé thì uh, sau khi mà nước cạn xém nồi thì bếp sẽ tự động tắt và tự động khóa ga để đảm bảo tính an toàn của bếp và đối bên này thì uh... Em thổi nó đi để test về cái tính năng là gió thổi này à, Khi mà nấu ăn thì sẽ có những cái trường hợp mà Đôi lúc là nó bị tắt bếp đột ngột Do gió thổi hoặc là do tác nhân ở bên ngoài Vâng, tín hiệu ngắt cảm biến đã vang lên rồi à, Thì sau cái thời gian 7 đến 10 giây sau Thì bếp sẽ khóa gà tự động đối với cái bên bếp là tự động tắt bếp này, cái bên mà cạn nước tắt bếp này thì xóa đồng thời khóa ga ngay nhá, sau khi nó tắt thì đồng thời khóa ga, Đấy, rất là rõ ràng ở tín hiệu khóa ga. Còn đối với bên này thì cái tác nhân bên ngoài nó làm tắt bếp thì nó phải có quy trình khóa ga và quy trình của nó cũng không lâu chỉ vài giây sau thôi mọi người nhá, rất là an toàn ở cái một cái chiếc bếp mắt ếch này, à, cảm biến nhiệt thì cực kỳ là nhạy và lửa thì rất là đẹp phun chức năng đồng hồ hẹn giờ hai tầng lửa, giá chỉ có 3 triệu đồng ngày hôm nay em bán giá ưu đãi trên kênh linh lam bếp Nhật mọi người nha. Ở B2 cũng giống hệt như là B1 và với cái màu kính mặt kính màu hồng thôi ạ. À. Mọi người chỉ cần uh, uh, xem kỹ cái con B1 này em đã test lửa và test chức năng cảm biến nhiệt cho mọi người rồi và mọi người chỉ cần xem về cái quá cái cái cái, cái, um, cái um, hình thức cũng như là về chức năng của chiếc bếp uh, B1 thì chúng ta chọn B2 thôi nhá. Đấy, khi mà bật khởi động lò nướng lên thì nó hiển thị cho ta chúng ta là con số 8. Với khay nướng thì rất là rộng, rất là sâu và bền. Là inox của Nhật luôn mọi người nhá. Ở bề phía bên trong đây ạ. Mọi người thấy rõ hai tầng lửa tầng trên và tầng dưới. Hai tầng hắt nhiệt xuống cho nhau. Tầng trên hắt xuống hai bên hắt sang thì thức ăn sẽ chín bằng nhiệt mọi người nhá. Đó. À, đối với người nhật thì người ta rất là, là 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 thận trọng và người ta cũng rất là cẩn thận khi mà người ta đã nướng thức ăn ở trên cái lò nướng này thì tất nhiên là nó sẽ không gây độc hại và uh, nó thức ăn chín bằng nhiệt vì vậy mà nó sẽ tiết kiệm thời gian cho chúng ta cũng như là nó an toàn thực phẩm Đồng hồ thì uh, tối đa của chiếc bếp mắt ếch này là 14 phút mọi người nhé 14 phút và tối thiểu là 1 phút ạ à hết một phút thì bếp sẽ tự động tắt và tự động khóa ga nhìn chung chiếc bếp này về chức năng về lửa và về tất cả hình thức bên ngoài đều khá là ok chiếc này thì với cái giá cũng cực kỳ ok nữa b 2 Vâng, B2 là cũng giống như là B1 nhưng khác mỗi cái mặt kính màu hồng thôi. Đấy, tết, tất cả tết lửa chia lửa đều bằng nhôm này. Và trên là có thép mạ men, một cái chắn dầu mỡ. Cũng là dòng họng đúc nhá. Cũng là dòng họng đúc rất là đẹp luôn. Chiếc B2 này cũng khá đẹp đấy mọi người nhá. Với cái màu gam màu sáng thôi. Màu này là màu hồng. Còn chiếc B1 là màu ghi. Chúng ta chọn B1 hay B2 đều là cùng hãng nhưng khác màu Vâng, một chiếc B3 mà em muốn giới thiệu trong cái video buổi tối ngày hôm nay Đấy là một chiếc Zinnite full chức năng hãng RTSO2 uh, Chiếc này thì uh, nó là full inox Nếu chúng ta chọn kiềng inox thì chúng ta chọn uh, kiềng inox Đây, em sẽ lấy một cái chiếc kiềng inox nhé Dạ vâng, em sẽ để trên đây một cái chiếc kiềng inox này Để cho mọi người có sự so sánh giữa hai bên Một bên kiềng inox và một bên kiềng thép. Ờ... Uh, con này thì thực ra nó bản chất nó là phun inox bởi vì nó có viền inox này chắn khói lò nướng bằng inox này nó hình tổ ong rất là đẹp luôn nhé và cái kiềng này thì chúng ta có thể để kiềng inox có thể để kiềng thép nhưng là kiềng inox thì nó sẽ sáng hơn và đẹp hơn. Còn kiềng thép thì uh, nó màu đen nó cũng nó cũng sẽ phù hợp với cái bếp này nhưng nó cũng không đẹp bằng kiềng inox. Nếu là chúng ta kiềng inox thì uh, con con bếp Jinnai uh, thuộc dòng phun chức năng hai uh, đồng hồ hẹn giờ này đời 2014 thì em đang bán ra cho cả nhà giá là 4 triệu đồng nhé Còn nếu các bác lấy cường thép thì em sẽ bớt cho 100k là bằng 3 triệu 900 nghìn đồng Một cái giá không thể nào ok hơn được nữa à, Vâng con này full chức năng 3S này à, Chọn uh, nấu nước nạo sôi tự tắt của ấm 5 phút này Và chế độ chọn nhiệt độ nấu từ 160 đến 200 độ C Đồng hồ hẹn giờ bên bếp phải mọi người nhé Thực ra thì chúng ta chỉ gọn cần một cái đồng hồ trên hai bếp thôi Bởi vì uh, cũng không mấy khi mà chúng ta phải cần hẹn giờ trên cả hai bếp cả Mà chúng ta chỉ cần một cái đồng hồ như thế này là cũng đủ để dùng rất là thuận, thuận tiện rồi. À, và chế độ nấu cơm, nấu cháo dành cho bếp bên tay phải nhá. À, và đồng hồ hẹn giờ lò nướng này có hai tầng nữa đây mọi người này. Những chiếc bếp này thì em không có test nữa nữa mà chỉ giới thiệu mẫu cho mọi người. Nếu mọi người ưng cái mẫu mặt kính này, RT62 này thì mọi người liên hệ lại cho em theo cái số Zalo. Và con này thì đời 2014 cũng khá là đẹp rồi, đời chung mọi người nhá. Đời chung nó không thấp quá mà cũng không cao quá. Đây là cái dòng bếp mà khá là 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 đắt hàng. Con này thì uh, lò nướng hai tầng lửa với khay nướng vị nướng bằng inox ạ, rất là sáng, rất là bóng và đang còn rất là đẹp mọi người nhá. Bên trong lò nướng này ạ. cái quay uh, cận cạnh bên trong lò nướng cho mọi người thấy ở bên trong rất là sạch sẽ này dọn dẹp vệ sinh từ vết dầu, vết mỡ, vết bẩn là bên em đã làm rất là vệ sinh sạch sẽ rồi, cực kỳ cẩn thận luôn. Ờ, phải nói rằng là tự hào vì kho nhà em đối với chuyên hàng Nhật Bãi nhưng mà các sản phẩm hàng Nhật Bãi bên em thì gần như là làm rất là đảm bảo chất lượng đến tay khách hàng gần như 99% là ok mọi người nhé. Vâng, chiếc bếp mang mã số B3, B3 là con RTS62 Con này thì B3 full chức năng Full inox giá là 4 triệu đồng Mọi người nếu không thích dùng kiềng inox Thì chúng ta có thể dùng kiềng thép nhá, Với 3 triệu 900 nghìn đồng à, Ngày hôm nay em giới thiệu cho người, mọi người ba cái mẫu này MB1, này B2 để, đến từ dòng mắt ếch Osaka ga một con màu xám và một con màu uh, gam màu trung tính và một con gam màu sáng là một, mặt kính màu hồng đấy ạ. Và một con chiếc bếp B3 là chiếc bếp Zinai mặt kính, mặt kính màu xanh than. Con này mặt kính màu xanh than một cái màu sắc cũng rất là sạch và sang mọi người nhé Mọi người có thể chọn full inox cho đẹp ạ, à? 4 triệu đồng một chiếc bếp như thế này. Một cái giá không thể ok hơn đâu. Uh, và uh, mọi người nếu như chọn một trong ba chiếc này thì có thể nhớ mã số cho em B1 B2 B3 hoặc là chụp màn hình giúp em nhé chụp màn hình lại giúp em này chúng ta chỉ cần cầm điện thoại và chụp như thế này thôi là chúng ta sẽ gửi cho em để em kiểm tra mặt hàng nhé Đấy b 1 b 2 và bên em thì khi mua hàng thì chúng ta có cọc trước, Chủ cọc trước là như dòng bếp kính là tối thiểu là chúng ta phải cọc cho em 300 để 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 kế toán cho đi hàng nhá. Với xuất kho bởi vì là bếp khi mà cái mặt hàng bếp đóng hàng để đi gửi đến tay khách hàng ấy thì là cái khâu mà đóng hàng nó rất là cẩn thận, rất là 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 mất công cho nên là có những trường hợp là bom hàng không nhận. Chính vì thế mà chúng ta cần cọc trước cho em để lấy niềm tin mua hàng ban đầu từ lần thứ hai thì khi nào chúng ta đã có niềm tin lẫn nhau rồi thì không cần phải cọc đâu chứ không phải là bên em để bắt cọc một vài trăm để để để, để um, uh, lấy gọi như là lừa lòng tin của khách hàng đâu ạ cho nên mọi người khi mua hàng thì lưu ý giúp em đấy là hình thức mua hàng bên em nhé và bên em bao ship toàn quốc bảo hành 12 tháng tất cả các dòng bếp và sản phẩm của Nhật Uh, các bác nhớ là ưng mã nào B1 này, B2 này, B3 này thì uh, chụp màn hình lại giúp em nhé liên hệ theo số điện thoại mà em để dọc trên màn hình là 0904992696. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay của em. Và uh, trước khi rời màn hình hãy cho em xin nút like và một nút đăng ký kênh ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại.